Thần đồng tiên tri hé lộ bí mật động trời. Tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, chú ý 3 điều này: tránh họa kịp thời, đổi đời giàu sang, an nhàn 3 tháng cuối năm 2023. Canh Tý trí khôn nhất trần gian, dạy một biết 10 thế mới an, tiền tài vật chất trong chốc lát, nghèo biến thành sang cũng nhẹ nhàng. Mấy năm gầy vựng cơ nghiệp lớn, cũng lắm mồ hôi, cũng lắm vàng, sắc đẹp dung nhan người phụ nữ, tiền mất tật mang thế mới tàn. Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi tử vi số. Vâng, thưa mệnh chủ Canh Tý thân mến, được mệnh danh là thần đồng tiên tri Ấn Độ, cậu bé Anan được nhiều người biết đến khi đăng tải những video dự đoán tình hình thế giới, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và nhiều thiên tai nhân họa nghiêm trọng trên toàn cầu. Trong lần tiên tri gần đây, cậu bé đã tiếp tục đưa ra dự ngôn gây sốc về vận mệnh thế giới 3 tháng cuối năm 2023, về sự xuất hiện dị tượng xấu sẽ xảy ra sau tháng 5 âm lịch năm 2023, khiến toàn thế giới chao đảo trong vài tháng tới. Theo đó, trật tự thế giới sẽ có nhiều biến động lớn, làm đảo lộn cuộc sống của mỗi cá nhân, kéo theo nhiều thảm họa mà loài người không thể lường trước, trong đó có cả Việt Nam. Chưa hết, cậu bé còn cảnh báo về những hiểm họa đang rình rập nhân loại, khiến vận mệnh của nhiều con giáp lao đao, điên đảo. Theo sau đó, thiên tai nhân họa dồn dập kéo đến, uy hiếp trực tiếp đến vận mệnh con người. Tuy nhiên, cuối lời tiên tri có hé lộ rằng, duy nhất có 3 con giáp không những không bị ảnh hưởng bởi hung tượng khốc liệt này, mà còn được cát tinh so chiếu, vươn lên giàu có giữa bức tranh xã hội hỗn loạn và ảm đạm. Vậy giúp cuộc cậu bé đã dự đoán sự kiện chấn động nào sẽ xảy ra từ giờ đến cuối năm 2023? Con giáp này cần làm gì để bình an vượt qua đại kiếp nạn này? Tất cả sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Hết thú vị như ngày xưa từng nghĩ, thời gian cứ vô tình lướt qua đời người. Mới đây đã đi qua 60 năm cuộc đời rồi, đối với hết thầy đều đã sáng tỏ thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Con người đến cũng tay trắng, rồi ra đi cũng trắng tay, chuyện cứ như vậy thôi. Cuối đường vẫn có đường, chỉ cần bạn sẵn lòng đi. Có khi nhìn thì như là có đường, nhưng thật ra là bạn phải rẽ ở đó rồi. 60 tuổi chính là một lối rẽ. Có lẽ Canh Tý thật sự là chán trường rồi, thành ông già bà già cả rồi, tinh thần sa sút rồi, nhưng đối với rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ, thấu đáo rồi. Quay đầu lại nhìn xem, Canh Tý lái xe còn có người cưỡi ngựa, Canh Tý cưỡi ngựa còn có người đi bộ, Canh Tý đi bộ còn có người chống gậy, Canh Tý chống gậy còn có người không có chân, Canh Tý không có chân còn có người mất tính mạng, như vậy cũng tự biết đủ rồi. Nhân sinh trên đời vài chục năm, bất kể bạn lúc còn sống là quan to hay dân chúng, cuối cùng cũng quay trở về với cát bụi thôi. Có lẽ Canh Tý không làm được quan, nhưng nhất định là đã làm người. Có thể bạn có ít tiền, nhưng nội tâm của bạn khẳng định sẽ phong phú. Trong tâm tràn ngập lòng biết ơn, ôn hòa, suy nghĩ đều là khoan dung đối với người khác, hòa khí tự nhiên sẽ đi theo. Ở bên trong gia đình biết cảm ơn, thông hiểu, khoan dung, càng làm cho tâm của chúng ta thêm rộng lượng. Canh Tý cảm thông, tín nhiệm, quý trọng lẫn nhau, càng thêm tương thân tương ái mãi về sau. Người qua 60 tuổi mới dần dần hiểu ra những đạo lý này, cảm thấy nhân sinh tự như một chuyến lữ hành, không cần quan tâm tới đích đến, cái cần để ý chính là phong cảnh ven đường cùng những tâm tình trong đó. Mặc kệ thế giới biến đổi như thế nào, Canh Tý đều nên từ trong tâm mà tự cảm nhận xuân hạ thu đông theo cách riêng của mình. Không thể ngày nào cũng đều tốt lành, đều gặp được những việc hài lòng, chỉ cần mỗi ngày đều nên có tâm tình tốt, nắm bắt được mọi chuyện. Đời người ngắn ngủi, khổ đau, tốt hay không tốt đều không cần phải tiếc nuối, vui hay không vui thì cũng không cần phải thất vọng, vượt qua được là xuất sắc lắm rồi, vượt qua không tốt thì cũng là kinh nghiệm. Cuộc đời này ngắn lắm,
chỉ cần canh tí sống hết tâm mình cũng không cần phải tiếc nuối, lại càng không cần phải hối hận. Ngay giây phút hiện tại này, canh tí mới có thể tìm thấy trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Đời người có rất nhiều chuyện không sao biết trước được, chỉ có cố gắng làm thật tốt những việc xảy ra trước mắt. Sống trong giây phút hiện tại mới là phương thức sinh hoạt tốt nhất của đời người, mới là thái độ đời người nên có. Người sống ở hiện tại sẽ không bị quá khứ kéo lại phía sau, cũng không vì tương lai mà lo lắng. Chỉ có như thế bạn mới tìm được trạng thái lý tưởng của sinh mệnh. Để biết được tương lai của canh tí, ta cùng đi tìm hiểu về tính cách của canh tí. Một đặc điểm nổi bật trong tính cách của người tuổi canh tí chính là luôn tiên phong dẫn đầu. Họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì xem đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi canh tí. Họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính. Họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng. Họ tháo vát xuất sắc và là những người có sức sống vô cùng mãnh liệt. Với đầu óc sáng tạo, người tuổi canh tí được biết đến qua sự thông thái của chính họ. Những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Họ rất giỏi đưa ra lời khuyên và những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Dù bất kỳ trong công việc nào, anh em nhà canh tí luôn mang lại một luồng gió mới và sự sáng suốt, thấu đáo trong công việc của chính họ. Người tuổi canh tí có một sức hấp dẫn lạ lùng, được mọi người yêu quý, họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Nhìn bề ngoài, người tuổi canh tí có thể là người trầm lắng, ít lời và nghiêm túc, nhưng trên thực tế, họ lại rất dễ bị kích động, song canh tí lại rất giỏi kiềm chế bản thân. Bản mệnh có một trái tim sôi nổi, lạc quan, vui vẻ, dễ gần, dễ mến. Canh tí thích kết giao bạn bè, vì thế cũng có nhiều bạn bè xung quanh. Cũng có một phần nhỏ những người tuổi canh tí thích ca cầm và cằn nhằn. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của việc này là do sự lười nhác và lãng phí của người khác mang lại. Họ thường là người giỏi che giấu, kiềm chế cảm xúc. Nhưng khi họ đã nổi nóng hay vô lễ, đó là khi họ đã vô cùng buồn bực và tức giận. Đặc tính của loài chuột là dễ thích nghi, nên người tuổi canh tí làm bất cứ nghề gì, việc gì cũng đều gặt hái được những thành quả nhất định. Bạn có khả năng khắc phục khó khăn, sáng tạo, tùy cơ ứng biến. Bản mệnh là người có trực giác bén nhạy, có tầm nhìn xa trông rộng, có năng khiếu kinh doanh, buôn bán. Với người tuổi canh tí, khó khăn khiến họ càng trưởng thành hơn. Người tuổi canh tí rất giàu tình cảm, họ không những yêu thương con cái hết mực mà còn kính yêu các bậc trưởng bối của mình. Cha mẹ có con sinh tuổi canh tí chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ con cái của mình. Sự nghiệp của người tuổi canh tí. Loài chuột đứng đầu trong danh sách 12 con giáp, nên những người thuộc con giáp này được trời phú cho khả năng lãnh đạo, quản lý chu đáo. Bản mệnh là con người tỉ mỉ trong công việc và có khả năng lập kế hoạch chi tiết, nhờ vào tài nhìn xa trông rộng. Bên cạnh đó, họ cũng có thể kết nối mọi người trong một tập thể với tài quảng giao vô cùng khéo léo. Nghị lực phi thường cùng với sự mưu trí đã giúp những người tuổi canh tí có khả năng thành công cao trong mỗi lần cạnh tranh với những đối thủ khác. Bởi vậy nên, bạn có thể trở thành những nhân vật tầm cỡ trong xã hội. Tài ứng biến và sự linh hoạt là cánh tay đắc lực của người tuổi canh tí mỗi khi họ đương đầu với khó khăn. Trước khi hành động, họ luôn xem xét vấn đề một cách kỹ lưỡng để có hướng giải quyết đúng đắn, hợp lý nhất. Vì những nguyên nhân này, người tuổi canh tí vẫn có thể xoay mình để chiến thắng trong những tình huống nguy nan. Người tuổi canh tí không phải là những người cả thèm chóng chán. Ngược lại, họ luôn kiên trì với những điều mình đang làm để đạt được những thành tích tốt nhất. Bản mệnh có thể chịu đựng khó khăn gian khổ để hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Dù làm trong bất cứ ngành nghề gì, người tuổi canh tí đều sẽ giành được những thành công nhất định. Cả nam và nữ tuổi canh tí đều có tài năng sáng tạo phong phú và sự năng nổ trong công việc.
Chính vì thế, họ rất thích hợp với những công việc đòi hỏi trí tưởng tượng và sự đổi mới liên tục. Những công việc lặp đi lặp lại sẽ khiến họ cảm thấy thiếu động lực. Sự nhiệt tình và năng nổ của họ trong công việc có thể truyền cảm hứng làm việc tới những người đồng nghiệp khác. Những hoài bão, ước mơ của người tuổi Canh Tý thường hay liên quan tới tiền bạc và danh vọng. Đôi khi tham vọng quá mức khiến họ rơi vào tình cảnh khó khăn. Họ cũng nên thực hiện các phương pháp thư giãn để quên đi áp lực trong công việc. Dù có khả năng kiếm tiền giỏi, nhưng người tuổi Canh Tý rất quý trọng đồng tiền, nên sẽ không bao giờ vung tay quá chán khi chi tiêu. Chính vì thế, họ ít khi gặp phải khó khăn về phương diện tài chính. Bằng thực lực và chỉ số EQ cao, bản mệnh dễ dàng có được công việc với mức lương như ý. Với tài năng và vốn kiến thức sâu rộng, những người tuổi Canh Tý luôn nhận được sự công nhận của đồng nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên đề bạt và tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng của công ty. Bạn cũng thường xuyên giúp đỡ và đưa ra lời khuyên hữu ích cho đồng nghiệp. Những ưu điểm này giúp người tuổi Canh Tý có thể gặt hái thành công khi làm những công việc có liên quan tới kinh doanh, tài chính, nhà nghiên cứu. Bạn cũng rất phù hợp với những ngành nghề như thiết kế, nhà văn. Với tài lãnh đạo và khả năng ăn nói xuất sắc, họ cũng có thể trở thành luật sư hoặc chính trị gia kiệt xuất. Tình hình tài chính của người tuổi Canh Tý có nhiều khởi sắc trong 3 tháng cuối năm 2023. Bạn có nhiều khoản thu dồi dào, chính vì thế mà bạn có thể thoải mái chi tiêu, chẳng lo cháy túi. Người làm công ăn lương thường xuyên nhận được các khoản hoa hồng thưởng nóng vì những thành tích nổi bật so với đồng nghiệp. Bạn sẽ dần nhận ra được các thế mạnh của mình và liên tục phát huy. Tài lộc của những người làm nghề tay trái cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện. Bạn biết giữ chữ tín, lại thêm tính làm việc cẩn thận chăm chỉ, nên khiến khách hàng hài lòng, muốn ký kết hợp đồng hợp tác lâu dài. Với người làm ăn, bạn có thể phải xử lý khá nhiều đơn hàng, khiến cơ thể đôi khi cảm thấy khá mệt mỏi. Đáng mừng là công lao của bạn được trả giá xứng đáng, bạn thu về khoản lời lãi vượt xa đối thủ. Những tuổi hợp làm ăn, theo tử vi, Canh Tý hợp tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi, việc làm ăn mau phát đạt về tiền bạc và mọi việc được hoàn thành tốt đẹp, cuộc sống được lên cao và không bao giờ gặp trở ngại trong cuộc đời. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Tuổi Canh Tý xuất hành vào những ngày chẵn, giờ lẻ và tháng chẵn là tốt nhất, không sợ thất bại về tiền bạc công danh mà trái lại thu được nhiều kết quả tốt đẹp trên mọi khía cạnh cuộc đời. Canh Tý sinh năm 1960 hợp màu gì? Màu hợp với tuổi Canh Tý là đỏ, vàng. Canh Tý sinh năm 1970 khắc màu gì? Màu khắc với tuổi Canh Tý là xanh. Con số nào hợp tuổi Canh Tý? Con số hợp Canh Tý là 2, 5, 8, 9. Con số nào khắc tuổi Canh Tý? Con số khắc tuổi Canh Tý là 3, 4. Các năm của tuổi này có những điều cơ bản như sau. Gặp năm Tý, làm ăn phát đạt, tài lộc hanh thông, có điều buồn. Mưu việc gì đều được may mắn. Gặp năm Sửu, gặp nhiều may mắn, vui vẻ. Gặp năm Dần, có việc đi xa. Gặp năm Mão, nhà có thêm người, sinh con, cháu. Gặp năm Thìn, tài lộc khoáng đạt, nhiều điều được như ý. Gặp năm Tỵ, có bệnh, tiêu tốn tiền của. Gặp năm Ngọ, tình cảm có thay đổi, thận trọng trong quan hệ nam nữ. Gặp năm Mùi, sự nghiệp thành đạt, đề phòng có chuyện bất công. Gặp năm Thân, vướng víu chuyện tình cảm, có thể bị đổ vỡ tình cảm mà đau khổ. Gặp năm Dậu, có thêm con cháu, nhiễu điều. Gặp năm Tuất, phòng kẻ xấu hại mình. Gặp năm Hợi, hay ôm yếu, có điều buồn. Tình yêu của người tuổi Canh Tý. Đường tình duyên của người tuổi Canh Tý phải trải qua khá nhiều khó khăn, thử thách và những lúc thăng trầm. Khi họ dành trọn vẹn tình cảm cho một ai đó, họ luôn muốn đối phương phải đáp trả tình cảm của mình. Những người này rất biết nhường nhịn, hy sinh trong tình yêu. Tuy nhiên, họ không thích nghi được với sự bó buộc, mất tự do. Nữ giới tuổi này khi yêu rất chung thủy và có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu. Họ sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình, hết mực chăm lo cho chồng con.
Nam giới tuổi Canh Tý coi trọng hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Tuy có xảy ra mâu thuẫn nhưng họ luôn cố gắng nhường nhịn, hàn gắn tình cảm. Nam giới tuổi Canh Tý khi yêu luôn thể hiện sự dịu dàng, quan tâm sâu sắc đến một nửa bên kia. Họ biết nhường nhịn và chia sẻ, cho đi nhiều hơn là nhận lại. Đa phần những người tuổi Canh Tý có tình cảm nội tâm rất dồi dào. Phần nhiều họ rất nhân từ, khoan dung độ lượng với người mình yêu mến. Họ luôn biết nhường nhịn và không phải người so đo từng ly từng tí khi xảy ra tranh cãi. Bằng lòng nhân từ vốn có, người tuổi Canh Tý luôn khiến người đối diện hết sức yêu quý mình. Bởi vậy ngay từ đầu đã có thể giành được thiện cảm của người khác. Tuy nhiên, đường tình duyên của người tuổi Canh Tý lại không thật sự thuận buồm xuôi gió. Khi yêu, người tuổi Canh Tý thường rất chăm chút, chu đáo, nhưng lại luôn đòi hỏi người ta phải báo đáp lại mình. Đôi khi sự quá nhiệt thành trong tình yêu lại khiến người tuổi Canh Tý tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Một điều có thể khẳng định là cuộc sống gia đình của người tuổi Canh Tý khá hạnh phúc, nhưng đôi khi vẫn xảy ra cãi vã từ những chuyện không đâu. Nữ giới tuổi Canh Tý thường theo đuổi những mối tình viển vông, bạn luôn hy vọng được làm một người tình tuyệt vời trong lòng một ai đó, kể cả là bề ngoài hay nội tâm. Bạn là người khá yêu tự do, thích được bình đẳng, ấp ủ lòng kính phục người yêu. Người có thể khiến bạn lao tâm khổ tứ đều tài giỏi xuất sắc. Đáng tiếc, hễ bạn cảm thấy năng lực của người yêu không ưu tú như bạn vẫn tưởng tượng, liền mất đi lòng tin. Nữ giới tuổi Canh Tý sẽ trở thành một bà chủ gia đình cực tốt, vừa chăm lo cho gia đình lại vừa chăm lo cho sự nghiệp. Nam giới tuổi Canh Tý đối xử với người khác thân thiết, hòa nhã, tính tình rộng rãi và hiểu nhiều biết rộng. Khi bạn đang yêu, thường tỏ ra nho nhã, ôn hòa, quan tâm hết mực đến người ta. Tuy bạn thành khẩn, lễ độ, chất phác, không màu mè, nhưng khi bị phái nữ trêu chọc, bạn sẽ không kìm được mà lộ hết sạch mọi tính tình thiên bẩm ra. Lúc ấy, cô gái bên cạnh bạn sẽ hoài nghi nhân cách của bạn. Theo tử vi tuổi Canh Tý, đa phần họ đều thành công, bất luận là làm công việc gì, bởi họ là những người luôn bình tĩnh, tỉnh táo và nhạy bén. Họ có trực giác sắc sảo và tầm nhìn xa. Đường tình yêu của họ không thuận lợi, thế nhưng cuộc sống gia đình phần nhiều là hạnh phúc. Sức khỏe của người tuổi Canh Tý. Sức khỏe là vốn quý của con người. Không có sức khỏe, con người sẽ chẳng làm nên chuyện, mọi vật trở nên vô nghĩa. Chính vì vậy, người ta dù giàu, nghèo đều dành sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của không chỉ bản thân và người thân. Người tuổi Canh Tý có sức khỏe không được ổn định và tuổi thọ trung bình không dài, bởi vậy cần đặc biệt lưu ý đến tình hình sức khỏe của bản thân. Làm việc thiện, tích đức để kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, nếu lo lắng, người tuổi Canh Tý có thể mang trang phục có màu sắc phù hợp với mệnh thổ của mình hoặc những vật phẩm phong thủy hợp mệnh. Trong ngũ hành tương sinh tương khắc, Canh Tý mang mệnh thổ. Mặt khác, mệnh thổ lại tương sinh với hỏa và tương khắc với mộc. Rất hợp các màu như đỏ, hồng, tím, da cam, tránh màu xanh, xanh lục bởi tượng trưng cho mệnh mộc. Có thể mang theo bên mình yếu tố lửa như diêm hoặc bật lửa để cầu may mắn. Đặc biệt nên mang theo vào những ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng. Cuộc đời là chuỗi hành trình trưởng thành với nhiều thử thách. Nghịch cảnh ập đến không chỉ chứa đựng khó khăn mà còn có bước chuyển ngoặt. Tìm được sinh cơ này, cuộc đời đổi thay, lên hương lúc nào không hay. 60 tuổi là cột mốc khi mọi thứ nên dần ổn định và đủ đầy. Nhưng chẳng mấy ai làm được, bởi lẽ cuộc sống không hề đơn giản như vậy. Chúng ta đều muốn an hưởng tuổi già, vô lo vô nghĩ, buông bỏ công việc để sống nhàn hạ. Để có được những điều này, trước đó thì mỗi người phải nỗ lực thật nhiều. Vậy nên, Canh Tý đến tuổi 64 bằng mọi giá phải chú ý ba thứ này trong tay. Cuộc sống mới mỹ mãn thật sự. 1. Có chuyện để làm. Tuổi 64, mặc dù sức khỏe không còn dồi dào như thời trẻ, nhưng vẫn nên có chuyện gì đó để bản thân tập trung và kiên trì. Không nhất thiết phải làm việc cật lực mà có thể tìm kiếm sở thích của riêng mình, tiếp tục làm phong phú thế giới nội tâm. Rất nhiều người đến tuổi này
cuộc sống chỉ còn lại công việc và gia đình, mỗi ngày làm như cái máy, quen với việc lao tâm khổ tứ vì gia đình, cả ngày bận rộn, làm việc không ngơi tay, vô tình khiến cuộc sống trở nên đơn điệu và nhàm chán, mất đi niềm tin. Nếu ở giai đoạn này không cố gắng tìm được thứ mình hứng thú, một mực toàn tâm toàn lực đổ vào công việc cùng con cái, thì chắc chắn đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải hụt hẫng vì hiện thực cuộc sống. Con cái không thể mãi ở bên chúng ta, sức khỏe cũng dần xuống cấp theo năm tháng. Lúc này, trái tim của bạn không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn và bất lực, thiếu hụt chỗ dựa tinh thần. Vì vậy, người đến 64 tuổi cần phải điều chỉnh tâm thái kịp thời, tìm thấy thứ mình yêu thích và có thể theo đuổi lâu dài. Như vậy, đến tuổi già, cuộc sống mới không đến mức nhàm chán, cô đơn. 2. Khoản tiền tiết kiệm. Mặc dù tiền không phải là toàn năng, nhưng không có tiền thì mọi thứ gần như bất lực. Trong cuộc sống, làm gì hay ở đâu cũng cần đến tiền. Đặc biệt là ở độ tuổi 64, chỉ còn ít năm nữa thôi là kết thúc sự nghiệp để lui về sau. Nếu không có khoản tiết kiệm thì thật sự chật vật. Trên thực tế, chỉ cần làm việc chăm chỉ thì đến tuổi này, hầu như ai cũng sẽ có một khoản tiền phòng thân nhất định. Tuy nhiên, nhiều người một lòng vì con cái, ôm tâm lý nuôi con để sau này chúng phụng dưỡng mình, đem tất cả tiền bạc đầu tư cho con cái với tư tưởng cuộc sống sau này nhờ vào con. Thành thật mà nói, quyết định này rất mạo hiểm. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Do đó, song song với việc nuôi dưỡng con cái, hãy dành ra một khoản tiết kiệm cho cuộc sống về hưu, dưỡng già an nhàn. Đây cũng là đường lui của bạn sau những nỗ lực trong quá khứ. Trong tay có tiền, không cần miễn cưỡng làm những chuyện mình không thích, không cần phải lo lắng tuổi già không nơi nương tựa, cô đơn và ảm đạm, cũng không cần nơm nớp lo sợ về việc khi chia tay xin tiền con cái. 3. Cơ thể khỏe mạnh. Tuổi 64, tìm thấy sở thích hay ho, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, cho mình nơi để về và khoản tiết kiệm, đương nhiên rất quan trọng. Tuy nhiên, còn có một điều quan trọng hơn thế, đó là sở hữu cơ thể khỏe mạnh. Nhiều người khi còn trẻ, vì công việc, vì gia đình, vì con cái, không tiếc bào mòn sức khỏe của mình. Mặc dù những nỗ lực sau đó cũng đạt được danh tiếng lý tưởng và sự giàu có, nhưng vô tình đánh mất điều quý giá nhất là sức khỏe. Dù biết rằng con người không thể trốn được cái gọi là sinh, lão, bệnh, tử, nhưng hãy sống thật có giá trị và đúng nghĩa với một thân thể khỏe mạnh, sức khỏe đủ đầy. Bởi lẽ, mục tiêu của tất cả nỗ lực suy cho cùng chính là hạnh phúc. Mà không có sức khỏe, tiền nhiều đến mấy cũng không thể hạnh phúc. Vận mệnh người tuổi Canh Tý theo tháng sinh. Những tháng sinh tốt nhất cho người tuổi Canh Tý là những tháng sinh có thể mang lại may mắn cho người tuổi Canh Tý như tháng Giêng, tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Về tháng Giêng, Canh Tý được sung túc trong suốt cuộc đời. Với nền tảng tài sản của tổ tiên và di sản đáng kể, họ được thế hệ đàn anh chúc phúc và được gia đình chiều chuộng. Nhìn chung, những người tuổi Canh Tý sinh vào tháng Giêng âm lịch thường gặt hái không những thành công mà còn có cuộc sống sung túc. Tháng 2, người tuổi Canh Tý có xu hướng lớn lên trong sự xoay phần. Họ nhẹ nhàng, thanh lịch và tài giỏi, nhưng rụt rè và cẩn trọng, nhận được nhiều sự giúp đỡ của tổ tiên nhưng lại thu được ít di sản. Thông thường, họ có thể hòa thuận với anh chị em và giúp đỡ nhau. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 2 âm lịch có thể đảm đương một chức vụ chính thức như thư ký và hiếm khi nắm giữ quyền lực lớn. Tháng 3, người tuổi Canh Tý khá dễ thương và tốt bụng. Họ thường rơi nước mắt, giữ thái độ bi quan, nhìn thấy mặt tối của thế giới và thậm chí muốn chạy trốn khỏi thế giới. Tháng 4, người tuổi Canh Tý sống một cuộc đời bình thường và phải gấp rút kiếm sống. Không có tài sản của tổ tiên và mối quan hệ kém với anh chị em, họ khó có thể nhận được sự hỗ trợ từ người thân hoặc các nhà hảo tâm và khó có thể gây dựng được đại nghiệp. Tháng 5, mong tuổi Canh Tý làm việc chăm chỉ và sống một cuộc đời hạnh phúc, vinh quang. Không có tài sản của tổ tiên để lại
cũng như sự hỗ trợ của cha mẹ, họ phải kiếm sống bằng trí thông minh, tinh thần chiến đấu và sự chăm chỉ của mình. Được quý nhân giúp đỡ, họ có thể phát triển sự nghiệp một cách thuận lợi và kiếm tiền từ cách này hay cách khác. Sau tuổi trung niên, họ khá giàu có và chiếm được sự kính trọng, ngưỡng mộ của công chúng. Tháng 6, người tuổi Canh Tý vươn lên và nổi bật trong khó khăn. Tài sản của tổ tiên ít ỏi, không còn người thân để nương tựa, họ phải tự kiếm sống. Dù được các nhà hảo tâm hỗ trợ, họ vẫn sẵn sàng nhưng bất lực để làm nên một việc lớn vì sức khỏe yếu. Kiên quyết và có ý chí mạnh mẽ, người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 6 âm lịch có thể vươn lên từ khó khăn để có được sự nghiệp thành công. Tháng 7, tuổi Canh Tý có xu hướng sống một cuộc đời đầy đủ và hạnh phúc. Nhìn rộng ra, họ được hưởng lợi từ tài sản đáng kể của tổ tiên và sự hỗ trợ của cha mẹ, hòa thuận với gia đình và hỗ trợ nhau. Cũng vì vậy, họ được quý nhân phù trợ để có được thành công trong sự nghiệp mà không cần phải cố gắng nhiều. Tóm lại, người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch là người có phúc khí mà không gặp tai họa lớn. Tháng 8, người tuổi Canh Tý được người khác ngưỡng mộ vì sự thông minh và trải qua một cuộc sống sung túc cả về sự giàu có lẫn đẳng cấp. Được tổ tiên vượng phát và được cha mẹ quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Tháng 9, Canh Tý trầm tính, không hòa đồng và không tham vọng, nhưng có mối quan hệ gia đình tuyệt vời và kết hôn với người bạn đời tốt. Họ thường tận hưởng hạnh phúc gia đình suốt đời và trải qua cuộc sống sung túc. Tháng 10, Canh Tý sinh tháng 10 thường trải qua một cuộc sống bình thường và vất vả. Mặc dù tài sản của tổ tiên hạn hẹp và không có người thân để nương tựa, nhưng họ là những người có tham vọng, học giỏi và trải qua nhiều thăng trầm dù không gặp tai họa lớn. Tháng 11, Canh Tý sinh tháng 11 có xu hướng không gặp phải thảm họa nào trong cuộc sống và dành một nửa cuộc đời trong khó khăn và nửa còn lại yên ổn. Không có tài sản của tổ tiên, họ hàng để dựa dẫm, họ được quý nhân phù trợ ở tuổi trung niên nên thăng tiến nhanh chóng và sớm thành đạt, từ đó sống vô lo, vô nghĩ. Có nghĩa là những người tuổi Canh Tý sinh tháng 11 âm, sống vất vả từ những năm đầu, hưởng phúc về sau. Tháng 12, Canh Tý có thể trải qua cuộc sống yên bình và mãn nguyện, có tài sản đầy đủ của tổ tiên, được cha mẹ chiều chuộng, quan hệ tốt với anh chị em, kết duyên với người bạn đời tốt, được quý nhân phù trợ nên công thành danh toại. Thông điệp may mắn cho người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, cuối năm 2023. Khi một người bước vào tuổi trung niên, chính là cần thực hiện được các phép trừ, nghĩa là cần phải loại bỏ được sự táo bạo và nôn nóng, kiểm soát thật tốt tâm tính của mình, biến mọi lời phàn nàn thành động lực hướng lên. Khi bạn biết tiếp tục trải nghiệm bản thân ở khía cạnh này, điều đó cũng có nghĩa là bạn đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, biết cách đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân, tìm ra con đường và phương pháp tốt nhất để trở nên chín chắn thuần thục. Học được cách im lặng trước những đau khổ. Một vị quan thời Nam Tống, người nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc từng nói rằng người đến tuổi trung niên sẽ nhận biết được mùi vị của nỗi buồn. Càng lên lầu cao, càng thấy cái lạnh tốt đẹp của mùa thu. Khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta đã đi được nửa đời người và cũng từng trải qua không ít khó khăn. Do đó, đến lúc này chúng ta không nên rên gì về những khó khăn và thử thách của bản thân. Bạn biết rồi đấy, mỗi người sống trên đời đều có nỗi khổ, khó nói của riêng mình. Một số người nói rằng bản chất cuộc sống là đau khổ. Khi chúng ta kể lể về nỗi khổ của mình, rất có thể chúng ta đang khơi dậy cảm xúc đau khổ của người khác, khiến họ có cảm giác bi thương. Do đó, chúng ta cần học cách im lặng trước những đau khổ trong đời. Nếu làm được vậy, chúng ta sẽ có được sức mạnh của sự im lặng. Có người nói rằng, khi nỗi thống khổ mà nó ra được thì kỳ thực không phải là khổ, lời ấy quả không sai. Mỗi người sống trên đời đều vác trên lưng cây thập tự giá của riêng mình. Đến tuổi trung niên rồi, ai không kể khổ,
thì người đó đã thực sự trưởng thành. Sự trưởng thành này chính là một loại thái độ đối với cuộc sống, là sự hiểu biết sâu sắc rằng thay vì phàn nàn thì bạn nên để tâm xem giải quyết vấn đề như thế nào. Nếu một người biết coi những khổ đau giống như chiếc lồng ấp trứng, như vậy thì nội tâm của người đó sẽ ngày một trở nên mạnh mẽ hơn.